Sao chùi hoài không sạch vậy nè? Trời ơi! Đau tay quá đi mất. Sao mà con cực vậy? Miếng inox này chùi hoài không sạch mà còn đứt gãy nữa. Đã có Scotch Brite rồi, đánh bay vết cháy khét cứng đầu trên nồi chảo. Thật tuyệt. Scotch Brite, Scotch Brite. Scotch Brite mạnh hơn inox, đánh bay vết cháy khét cứng đầu trên nồi chảo.